Xin chào các bạn đã quay trở lại với các chuyên mục Một Hộp Đồng Hồ của Galley Watt. Nhắc đến đồng hồ Thụy Sĩ mà với một cái lựa chọn dành cho những người dùng trẻ thì mình tin rằng cái thương hiệu Tissot sẽ là một cái gợi ý số 1, gợi ý tốt nhất dành cho các bạn. Tissot cũng là một cái thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng và nó có độ nhận diện rất là cao. Và ngày hôm nay thì Galley Watt sẽ gửi tới các bạn một cái mẫu đồng hồ nằm trong bộ sưu tập T Classic. Và ngay bây giờ thì chúng mình sẽ tiến hành mở hộp mẫu đồng hồ này nhé. Cái mẫu đồng hồ mà chúng ta sẽ mở hộp ngày hôm nay thì nó được để trong hộp đựng tiêu chuẩn của Tissot, có màu đỏ cũng cả logo của Tissot trên này. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Mẫu đồng hồ có mã hiệu là T122.410.22.033.00. Cái mẫu đồng hồ mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thì nằm trong cái dòng sản phẩm Caxon ở thuộc cái bộ sưu tập T Classic của Tissot. Cái T Classic này thì là một cái bộ sưu tập chủ đạo của Tissot với phong cách là đơn giản thanh lịch, cùng với đó là những cái kích thước rất là nhỏ gọn để phù hợp với cả người dùng, đặc biệt là người dùng ở châu Á. Thì ở phía trên này các bạn sẽ nhìn thấy đây là thẻ bảo hành của sản phẩm, có cái thời hạn bảo hành quốc tế là 2 năm. Phía dưới này sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái mẫu đồng hồ mà mình đang cầm trên tay nó có một cái ngoại hình rất là bắt mắt. Và nếu mà mình giới thiệu với các bạn về cái mức giá dành cho cái mẫu đồng hồ này thì có lẽ các bạn sẽ rất bất ngờ. Cái mẫu đồng hồ này có mức giá là 12 triệu đồng, loanh quanh 12 triệu đồng thôi. Nhưng nó sở hữu một cái ngoại hình rất là bắt mắt, rất là sang trọng. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là mẫu đồng hồ này thì có cái bộ vỏ làm từ thép không gỉ 36L với các cái chi tiết được mạ đề mi vàng hồng rất là sang trọng và nổi bật. Nó nằm ở trong cái phần các mắt của dây đeo, phần viền vỏ cũng như là núm crown. Tissot cho biết là họ sử dụng cái phương pháp PVD, mạ PVD, mạ lắng hơi tự nhiên trên cái mẫu đồng hồ này. Nhờ đó thì cái phần mạ vàng hồng này nó sẽ bền bỉ hơn, nó sẽ bền màu hơn so với các cái phương pháp mạ truyền thống. Các bạn cũng lưu ý là kể cả với cái trường hợp là mẫu đồng hồ này được mạ PVD đi chăng nữa, bởi vì màu mạ vàng hồng thì thường sẽ không bền như các màu mạ khác. Thế cho nên khi sử dụng chúng ta vẫn nên tránh để cho đồng hồ tiếp xúc với các loại hóa chất để giúp cho cái phần mạ này nó được bền màu hơn. Đi vào cái mặt số của đồng hồ, cái mẫu đồng hồ mà mình đang cầm trên tay này thì có đường kính mặt số là 40mm. Tuy nhiên thì với cái phần viền vỏ nó rất là mỏng, khiến cho cái cảm giác là cái mặt số này nó lớn hơn so với cái kích thước thực tế của nó. Các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu đồng hồ này thì đi theo cái phong cách là cổ điển và sang trọng. Chính vì thế mà các cái cọc số trên đồng hồ thì được làm dưới dạng là số La Mã, kích thước rất là lớn, và nó làm cho cái mặt số này nó rất giống mặt số các cái tháp chuông nhà thờ, rất là cổ điển, rất là sang trọng. Bộ kim đồng hồ thì cũng được làm với màu đen, sơn đen thôi, rất là đơn giản và dễ nhìn. Cái phần lịch ngày thì thay vì nằm ở góc 3 giờ sẽ được chuyển xuống góc 6 giờ. Nó cũng khá là cơ bản. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ Swissmade rất là nhỏ để ở đây để khẳng định đây là một mẫu đồng hồ đạt tiêu chuẩn Swissmade đánh giá của Thụy Sĩ. Mình sẽ đeo thử cái mẫu đồng hồ lên tay. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì mẫu đồng hồ này được trang bị khóa bấm rất là tiện lợi và nó phù hợp với những bạn mà sử dụng thường ngày. Các bạn có thể tháo cũng như là đeo đồng hồ rất là dễ dàng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái mẫu đồng hồ khi mà lên tay của mình. Tay của mình thì có cổ tay khá là lớn. Tuy nhiên cái mẫu đồng hồ này thì đeo cảm giác rất là vừa vặn, rất là dễ chịu. Mình nghĩ là 40mm thì là một cái kích thước mà bất cứ anh em nào cũng có thể đeo thoải mái trên cổ tay thôi. Rồi, lần ra phía sau thì như các bạn có thể thấy, mẫu đồng hồ này thì sẽ được trang bị cái nắp đáy kín. Và ở phía dưới này thì sẽ là bộ máy
quát của Thụy Sĩ. Chính là vì nhờ cái việc mà trang bị cái bộ máy quát này đã giúp cho cái mẫu đồng hồ này nó có cái độ mỏng rất là tốt. Độ mỏng của đồng hồ nó chỉ là 7mm thôi. Mình xin nhắc lại là chỉ có 7mm thôi. Cho nên cách khi mà các bạn đeo lên tay, các bạn sẽ cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Cái cỗ máy mà Tissot trang bị cho cái mẫu đồng hồ này là ETA F06115. Nó có cái chức năng là End of Life. Khi mà viên pin ở phía bên trong nó gần cạn năng lượng thì cái kim dây của đồng hồ nó sẽ nhảy cóc để cảnh báo cũng như là nhắc nhở các bạn là đã đến thời gian các bạn cần phải thay thế viên pin cho đồng hồ. Cái viên pin trên đồng hồ thì sẽ là pin Renata 371. Các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về cái việc mà đồng hồ chạy pin, bởi vì khi mà các bạn mua hàng ở Galewatt thì các bạn sẽ được hỗ trợ thay pin miễn phí trọn đời. Một số thông tin khác mà các bạn cũng cần biết ở trên cái mẫu đồng hồ này, đó là mẫu đồng hồ này thì sẽ có độ chịu nước là 5 ATM. Cái độ chịu nước này thì nó không cao và nó cơ bản thì sẽ chỉ giúp cho các bạn là sử dụng đồng hồ khi mà đi mưa và rửa tay thôi. Thế nên là các bạn cần đặc biệt lưu ý khi mà sử dụng cái đồng hồ này. Mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với anh em nào sử dụng trong môi trường văn phòng, công sở, nó khá là lạnh. Như vậy là mình vừa mới mở hộp mà có những cái đánh giá nhanh về cái mẫu đồng hồ Tissot T-Classic với mức giá là 12 triệu đồng cho một thương hiệu nổi tiếng, có cái độ mỏng rất là tốt, có thiết kế rất là sang trọng. Thì các bạn đánh giá cái mức giá như vậy nó có hợp lý hay không thì hãy để lại cái ý kiến của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.